Kẻ cắp máy ATM bị ghi hình trên camera, tin từ Townsville, Úc. Cảnh sát Queensland đang truy tìm một gã đàn ông chưa rõ danh tánh, cố gắng cướp một máy rút tiền tự động ATM từ một trạm dịch vụ tại Townsville vào tuần trước. Đoạn ghi hình từ đài CCTV được đăng tải trên mạng vào thứ Tư 13 tháng 5 bởi cảnh sát Queensland cho thấy là khoảnh khắc một người đàn ông đã đi đến trạm dịch vụ trong một chiếc xe bị đánh cắp rồi đập vỡ cửa kính để tiếp cận chiếc máy ATM đang nằm ở phía bên trong. Sau đó, gã đàn ông này đã đi vào trong quầy dịch vụ với một chiếc xích dài buộc vào một sợi dây thần dính liền với chiếc xe bị đánh cắp. Hắn ta đã buộc dây xích xung quanh chiếc máy ATM rồi chạy ra phía chiếc xe. Tuy nhiên, gã đàn ông này đã không thành công khi cố gắng đánh cắp chiếc máy ATM vì sợi dây xích tuột khỏi nơi hắn buộc thay vì giật chiếc máy ATM ra khỏi khoang chứa. Hoàn toàn thất bại, hắn đã lái xe chạy mất. Cảnh sát Townsville hiện nay đang tìm kiếm thông tin để xác định được danh tánh của gã đàn ông này.